qua quyển 6 chương 91, tiền cảnh làm sáng mắt. 1. Ai, nói không sai, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Nhưng chúng cả chỗ an thân còn chẳng có, làm sao gì yên tâm. Thời kế hồng tuy lắc đầu, cũng buông xuôi rồi. Dì thời, đợi dì yên tâm được thì cơm canh nguội hết rồi, dì không cho cơ hội, làm sao biết có được hay không, dù va vấp còn biết rút kinh nghiệm chứ, có gì có cháu ở đây mà, còn đỡ được cho bàn nha. Giảng phàm va vấp cũng đủ rồi, nói chuyện có tình có lý, sao không hiểu băng khoan gì thời ở đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa, nó thích làm gì thì làm. Thời kế hồng xua tay, quyết định chỉ làm chủ quán tận tâm tận chức, vừa đi vừa nói, cháu đừng chỉ biết quản chuyện nhà của gì, có tên cảnh sát đồn công an đại bàn doanh, lần trước tới lấy lời khai, mấy ngày qua lại tới. Không phải họ hay ăn cơm ở đây sao ạ? À? Cứ tới là sáng tới kỳ kỳ thấy họ mắc qua mày lại giống sắp có chuyện rồi. Hả, muốn tìm kích thích à? Cháu xử lý hắn. Này, vừa mới dạy gì cái gì? Giảng phàm nghe nói có người quấy nhiễu dịp mộng kỳ là sôi máu, đến khi thời kế hồng cho một câu như vậy mới ngớ ra, thò đầu nhìn dịp mộng kỳ đứng sau quầy thu ngân. Gần ba năm trôi qua rồi, ngay cả đám đồng đội ở đội trọng án chỉ thi thoảng lễ tết ghé qua hỏi han dù sao ai cũng có cuộc sống riêng, cô gái gầy gò ít nói ấy chẳng mấy khi nở nụ cười, nhìn thế nào cũng thương. Nói tới chuyện này gì nói thẳng luôn, cháu đánh tiếng với mấy thằng giả mang tiêu thành cương với Quách Nguyên, cái gì mà vợ anh hùng với không vợ anh hùng, dù là anh hùng cũng chết rồi, phải để hại mẹ con họ sống chứ. Còn cháu nữa, tâm thái không đúng, bàn nha kiếm bạn trai, gì không hài lòng thì cháu khuyên, đến khi kỳ kỳ kiếm đối tượng thì liên quan gì tới cháu, cháu mới đáng xử lý. Thời kế hồng chỉ mặc giáo dục, nói văng nước bọt, sau đó hầm hầm vào quán. Giảng phàm vỗ tráng, trong tiềm thức vẫn con dịp mộng kỳ là vợ Trương Kiệt, nhưng người chết đã chết rồi, chả lẽ bắt cô phải làm vợ anh hùng mãi. Bây giờ còn chút thanh xuân, chứ vài năm nữa hết hy vọng rồi, chả lẽ ở vậy cả đời. Vào quán gọi mẹ con thời kế hồng tới, họp gia đình, xem như vỗ về được cả hai, lại cùng dịp mộng kỳ tán gẫu hỏi tình hình gần đây, khéo léo nói chuyện bàn nha có bạn trai, thấy cô vẻ ấp úng muốn nói lại thôi, e rằng hai người họ có ý gì đó rồi. Ba năm rồi, e người ta không còn nhớ tên anh Hùng, nói gì tới vợ anh Hùng. Giảng phàm quyết định không quản nữa, mà cũng không quản được, cáo từ rời quán, xem giờ đã hơn 3 giờ, tới Tân Thế Giới cách đó 3 km. Chuyện trong nhà có thể không quản, nhưng chuyện liên quan tới bát cơm không thể không quản, nội bộ Tân Thế Giới phức tạp, sở hữu phong một phe, phó Vũ Hà cùng viên Kỷ Bình là phe khác thêm vào vị tổng giám thị trường không biết tên có bà mẹ kế sau lưng là phe khác nữa phó vũ hà kéo phục vụ viên của spa đi mấy ngày rồi giờ lại thêm sở vũ phi sáng nay dở trò rõ ràng gây khó dễ cho thực thượng mà sở tú nữ lại muốn một miếng bánh của thực thượng vì thế bị kẹp giữa hai phe nóng ruột gọi điện thoại tới mấy lần rồi giảng phàm không phải là không tuyển được người nhưng khó kiếm nguồn nhân lực ổn định như vậy lại còn có kinh nghiệm phục vụ ẩm thực huống hồ những người đó trừ trả lương hàng ngày chẳng phải lo lắng chuyện quản lý, chẳng lo ăn ở, chẳng lo lai lịch họ ra sao, bọn họ có xảy ra chuyện thì tân thế giới phải chịu, chẳng liên quan tới y, lấy đâu ra nguồn nhân lực điều kiện ưu đãi sẵn có ấy. Giờ phải làm sao? Tới rồi, giảng phàm tới rồi, Trương Vân đứng ở cửa đợi đã lâu cuối cùng cũng thở phào, dẫn y lên thẳng tầng 6. Sau bàn làm việc, sở tú nữ vẽ mặt tổng giám đốc nghiêm nghị trang trọng, đang bận làm việc, trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính gọng ánh bạc, vấn mái tóc đuôi sam đơn giản. Đây là một cô gái ăn mặc, trang điểm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rất xinh đẹp, khi giảng phàm đi vào cửa, chỉ vẻn vẹn, vẹn gật đầu, khách khí mời ngồi, an bài trương vân vài việc vặt, tự hồ chuyện ông chủ giảng tới chẳng được chào đón lắm. Cố ý! Giảng phàm ngồi trên ghế sofa vắt chân chữ ngủ, lòng cười thầm, chẳng phật ý, rảnh rằng đánh giá gian phòng hào hoa này, không hiểu rõ lắm kiểu phong cách gì, mang máng thấy trong phim châu âu cổ trong phòng rất nhiều cuốn sách bìa da khá lâu đời chẳng biết giả hay thật một chậu cảnh lớn chẳng biết cây gì nốt lá to lắm gian phòng mang không khí nhà ở đậm hơn phòng làm việc bên tai nghe sở tú nữ dặn dò toàn chuyện lặt vặt rõ ràng tỏ thái độ với mình đây là cô gái chú trọng hưởng thụ cuộc sống quan hệ giữa người và người thật kỳ sở tú nữ vừa muốn giữ thân phận tôn quý chủ trì tân thế giới lại muốn thông quả thực thượng giữ đường lui tâm lý càng vi diệu càng tỏ ra thản nhiên tức là càng có chuyện thế nên giảng phàm cứ thông thả đợi chẳng có chút nôn nóng nào đợi một lúc đoán chừng sở tú nữ nhận ra chiêu này không đối phó được với giảng phàm liền từ bỏ ra hiệu trương vân đi làm việc của mình cửa mới khép lại quả nhiên sở tú nữ thay đổi ngay vài phần hậm hực thu dọn tài liệu trên bàn giảng phàm sao tôi thấy anh không có chút sốt ruột nào thế hả nói chuyện mà không thèm nhìn đối phương mà cũng không như trước kia luôn xưng hô anh giảng chính thức dù sao tiếp xúc thời gian rồi giảng phàm tỉnh bơ binh tới tướng ngăn nước lên đê trắng sốt ruột có tác dụng gì lần này phiền lắm đấy sở tú nữ nhíu mày xác thực rất khó xử phó vũ hà không vừa giờ thêm sở vũ phi yêu cầu như thế từ góc độ công ty chúng tôi mà nói là hợp tình hợp lý anh nói có phải không dù sao người ta cũng suy nghĩ cho lợi ích công ty mà không phải do cô sai khiến muốn thể hiện năng lực khống chế của mình, thị uy với tôi chứ? Giảng phàm hỏi ngược lại. Tôi cần thị uy với anh à? Một cố tình, một thì giả ngốc, cứ giao lưu thử thách nhau thế này không ổn. Sở tú nữ hết sức nghiêm túc nói, anh không thẹn từng làm cảnh sát, rất trấn tĩnh, nhưng 10 ngày nữa thôi các trường học nghỉ rồi, lượng tiêu thụ của anh giảm một nửa. Tháng 7, tháng 8 nhiệt độ cao, bảo quản cơm tốn kém, mà lại là mùa tiêu thụ ảm đạm. Địa điểm ở đường ngủ nhất, Tân Hà lại kinh doanh không lạc quan, dù không có mấy chuyện ở Tân Thế Giới, anh cũng miễn cưỡng mới qua được, tôi cần làm gì à? Đây mới chính là thị uy, ánh mắt kia đang nói, tôi cũng hiểu rõ anh như lòng bàn tay, còn anh đã rơi vào cảnh nguy cơ tứ phía rồi. Làm ăn có khi tốt khi xấu, khi lời khi lỗ, không phải bình thường à? Giảng phàm chẳng tỏ ra có chút lo âu nào, giám đốc sở, cô không nhận ra sở Vũ Phi, phó Vũ Hà đang thị uy với cô sao? cảnh cáo anh đừng dẫn họa sang người khác chuyện nội bộ chúng tôi chúng tôi tự giải quyết hơn nữa tôi thấy họ nói cũng có lý dù sao lao động với cường độ cao nhiều tiếng liền sẽ ảnh hưởng tới công việc chính của nhân viên điều đó xuất phát từ lợi ích chỉnh thể toàn bộ công ty sở tú nữ nhẹ nhàng một câu ném lại gánh nặng cho giảng phàm đồng ý hết sức đồng ý giảng phàm giơ tay lên thuận thế nói một câu có điều giám đốc sở chuyện nhỏ như thế hơn nữa là chuyện nội bộ của công ty cô, tôi không giải quyết được là bình thường, cô không giải quyết được mới phiền. Vòng qua vòng lại một lượt lại về chỗ cũ rồi, Sở Tú nữ không tin giảng phàm không có cách giải quyết, y muốn mua chuột Sở Vũ phi cũng không phải không thể, có điều lại muốn đứng ngoài cuộc, lấy mình làm lá trắng, Sở Tú nữ nhận ra tâm tư của y, đi thẳng vào vấn đề, đúng thế, dù sao tôi là tổng giám đốc mà. Ngồi xuống nói chuyện với hai cấp dưới dễ dàng thôi nhưng nếu tôi cứ nói đỡ giúp anh mãi chẳng phải ăn trong rào ngoài à dù tôi muốn cũng phải có lý do để rào ngoài chứ hợp đồng của chúng ta không bao gồm việc anh có thể sử dụng nhân viên hiện hữu của tân thế giới dù có thì cũng phải trả phí bắt chẹt đây tuy rất nhẹ nhàng nhưng ép giảng phàm tỏ thái độ rõ ràng mười mấy ngày trôi qua mà không có câu trả lời đó mới ra điều khiến sở tú nữ tức giận nhất rõ ràng mình bị đối phương lờ đi mà tự tôn mỹ nữ bị tổn thương lắm chứ Giám đốc sở, cô rất sắc sảo, nhưng lại có chút quá nóng vội. Tôi vốn định qua 2 tháng 7,8 là mùa kinh doanh ảm đạm mới bàn chuyện hợp tác với cô, vì mấy tháng này có khi lỗ vốn. Nếu cô không ngại, được, cái miếu nhỏ thực thượng đành phải nuôi đại Bồ Tát cô vậy. Giảng phàm cũng nhìn thẳng sở tú nữ, mắt hơi sáng lên, bầu ngực tròn lẳng thích mắt kia đột nhiên nhô thêm một phần, rõ ràng vừa mới hít vào, chứng tỏ động lòng rồi. Sở tú nữ hơi nhíu mày, rõ ràng không mấy tin tưởng, thật à? Giảng phàm trả lời nhẹ nhàng, chẳng qua là bán cơm hộp thôi mà, có gì to tát đâu. Cô muốn thì tôi bán cho cô là được. Không được, phải xem ở trong tay ai chứ. Loại hình kinh doanh này chỉ người tỉ mỉ như anh mới làm tốt, người khác chỉ lỗ thôi. Sở tú nữ không mắc bẫy khen một câu, hỏi lại, thật, không lừa tôi chứ. Cô theo đuổi lâu như thế, tôi không nhận lời cũng ngại lắm. Giảng phàm trêu ghẹo, nói một câu hai ý lần này sở tú nữ rất bình tĩnh không để ý tới lời nói ẩn ý đó, miếm chặt môi nghĩ rất lâu mới nói, cứ có cơ hội là anh không quên treo gẹo tôi, có điều lần này tôi rất cao hứng, không thèm chấp. Một trăm vạn, hai mươi phần trăm, anh xác nhận chuẩn bị hợp đồng như thế chứ? Nếu tôi để cho cô ba mươi phần trăm thì cô thấy thế nào? Giảng phàm ném ra một miếng thịt béo. Sở tú nữ mừng rỡ, tích tắc lại nổi giận, mày liễu nhướng cao, anh mà dám lấy chuyện này trêu tôi lần nữa, Tôi trở mặt với anh đấy. Ai trêu cô làm gì chứ, tôi nói 30% là 30%, hơn nữa còn không cần cô trả đồng nào nữa cơ. Giờ Sở Tú nữ không vui nổi nữa rồi, giảng phàm đâu dễ dàng cho người khác được lợi, hứa một tiếng khoanh tay quay đầu sang bên, xem y bày trò ma quỷ gì. Tôi kiến nghị thế này, cô suy nghĩ nhé. Giảng phàm đợi Sở Tú nữ bỏ cái tư thế hờn dỗi quay đầu lại nhìn mình mới nói tiếp, kiểu làm ăn hiệu quả nhanh này áp lực tài chính không lớn tôi có lấy 100 vạn của cô cũng không dùng vào việc gì được. Thế này nhé, cô cung cấp chỗ chế biến, diện tích không thấp hơn 1 000 mét vuông giải quyết vấn đề ăn ở cho nhân viên, kỳ hạn không ít hơn 5 năm, nếu cô mua được luôn thì càng tốt, cô lấy địa điểm nhập cổ phần, tôi chia cô 30%. Tôi không thể đánh du kích mãi được, nếu mượn năng lực của cô đứng chân trong thành phố, tất nhiên là tốt nhất. Sở tú nữ biểu môi, thế có mà tôi lỗ à, anh cho thêm 10% mà tôi tốn thêm mấy trăm vạn chưa biết có làm được không, hay là miễn bàn. Dù đối diện với mỹ nữ hiếm có, rất động lòng người, thái độ giảng phàm vẫn rất máu lạnh, mắt có thể nhìn chứ lòng không dao động, giang tay ra, đây là điều kiện cứng, tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi, kỳ hạn ít nhất 5 năm, có địa điểm cố định, bồi dưỡng ra được một nhóm nhân viên cố định, lợi ích lớn cỡ nào cô tự tính là biết. Dù sao cô muốn kiếm đường lui vì sao không mở rộng con đường này ra? Hơn nữa tài sản cố định nằm trong tay cô, cho dù chúng ta hợp tác thất bại, cô bán đi cũng đâu có lỗ, thế nào, lần tôi đủ khẳng khái với mỹ nhân rồi chứ? Ok, cơ bản đồng ý. Sở tú nữ nhún vai, miễn cưỡng chấp nhận. Tôi không ngại cô gài người của mình vào, nhưng ngàn vạn lần đừng dùng kẻ ăn không ngồi rồi, tương lai cả tổng giám đốc cũng phải là đầu bếp, cô mà nhét người không liên quan tới làm cơm, bán cơm, tôi không đồng ý. Giờ tới lúc đi sâu hơn chi tiết, giảng phàm khẳng khái nhưng cũng rất nguyên tắc. Điểm này rất đồng ý, còn nữa không? Sở tú nữ nhanh chóng viết vào giấy. Còn nữa chế phẩm thịt ngâm là loại kinh doanh khác, tách bạch với cơm hộp, sẽ tách khỏi thực thường. Cái gì? Sở tú nữ ngừng bút lại, một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, ánh mắt nghi ngờ, giảng phàm, anh lại định gài bẫy tôi đấy à? Giảng phàm bật cười, không thể trách người ta, ai bảo thanh danh mình không tốt, trước khi gặp nhau hai người còn ở thế đối địch, giờ sản lượng thịt ngâm không cao, cung ứng được cho nhà hàng tự phục vụ, miễn cưỡng bán quán thịt chính, bẫy ở đâu. Tôi cứ có cảm giác anh muốn tôi mua hộp bỏ ngọc, thịt ngâm chắc chắn tương lai sẽ là điểm tăng trưởng cho cả sản nghiệp. Đây là tài sản riêng của tôi, tôi không muốn phân nó. Giảng phàm rất kiên quyết. Chúng ta cần bàn bạc thêm. Chuyện này không thương lượng bế tắc ở vấn đề thứ ba sở tú nữ bỏ bút xuống rất có tầm nhìn xa trong rộn nói giảng phàm đồ ăn nhanh là văn hóa thời đại nó là sản phẩm phụ của thời đại công nghiệp như kfc mcdonald đang thịnh hành toàn cầu sức ảnh hưởng tới nhiều đời đương nhiên chúng ta thua kém lắm nhưng thực thượng nếu muốn lớn mạnh muốn có đặc sắc không thể thiếu hạch tâm cạnh tranh tạo ra khác biệt đó là gì thịt ngâm vừa vặn là món thể diện truyền thống trong nước nếu anh đồng ý thêm thời gian đưa thêm dây chuyền máy móc vào chúng ta có thể sản xuất số lượng lớn đại nguyên vĩnh viễn sẽ có chỗ đứng của chúng ta vươn ra cả vùng tây bắc thậm chí cả nước cũng không phải là không thể nghe giọng nói mỗi lúc một hưng phấn giảng phàm chẳng động lòng nhắm mắt lại tỏ ý không quan tâm làm sợ tú nữ cảm giác đàn gãy tai trâu định mắng câu gì đó kiểu tầm nhìn hạn hẹp nhìn giảng phàm liền nuốt vào về văn hóa ăn nhanh tôi có chút nghiên cứu có điều tôi có lý giải khác cô thế sao vậy xin thỉnh giáo sờ tú nữ vẫn còn giận đối với ví dụ cô vừa nói phía sau quán ăn không phải bếp nữa mà là xưởng gia công thực phẩm sản xuất tập trung với quy mô chuyên sâu chú ý là sản xuất làm thực phẩm theo cách làm thức ăn gia súc làm sản phẩm có lợi đơn giản hóa quy trình giảm chi phí tăng lợi nhuận giảm phàm nói một tràng với cô gái ăn cả cơm trung lẫn bánh báo nghe vào tai có chút ngạc nhiên dù sao lời từ miệng đầu bếp nói ra có khác khiến cô có chút cảm giác quá dị giống tú tài cầm súng binh sĩ độc lão trang gật đầu tán đồng hỏi thế thì sao công nghiệp hóa là sự tàn phá với người với động vật với phương thức sinh hoạt của chúng ta cô không thấy thế à sở tú nữ chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu không hề ở trong phút không biết phút thân ở chốn nguy hiểm chắc thấy nguy nói thế này đi trong trại chăn nuôi hiện đại hóa một con gà chỉ mất 7 tuần là có thể xuất chuồng, bằng một nửa cách nuôi thả truyền thống mà trọng lượng tăng gấp đôi. Gà nuôi ra trong điều kiện đó, do thể trọng tăng quá nhanh, nội tạng và xương cốt không theo kịp, đi vài bước rất miễn cưỡng, loại gà đó dù là ngự trù chẳng thể nấu ra nước canh gà ngon. Huống hồ sử dụng lượng lớn kháng sinh, đừng nói mùi vị, cả an toàn cũng không đảm bảo. Không chỉ gà mà toàn bộ thực phẩm chăn nuôi theo dây chuyền sản xuất công nghiệp đều thế hiện giờ đồ ăn nhanh ngay cả ở Mỹ, quê hương của nó cũng dần dần bị người ta công kích rồi, họ gọi nó là gì hẳn cô biết, họ gọi là thức ăn rác đúng chứ. Giờ họ đem rác sang đất nước chúng ta, chúng ta lại coi như chí bảo. Giảng phàm giọng đanh thép, đừng thấy tôi làm cơm hộp mà nghĩ tôi thích, kỳ thực với tư cách là một đầu bếp, tôi hận nhất cách làm thức ăn trái lý thường này, bởi vậy tôi cố gắng làm tốt nhất, tỉ mỉ nhất có thể, giảm bớt ấy nấy. Chuyện đó anh nói không sai. Sở Tú nữ đương nhiên từng nghe nói loại chuyện này, nhưng chỉ coi gió thoảng bên tai, dù sao xuất thân như cô, không tiếp xúc với loại thức ăn rẻ tiền đó. Tôi không giấu cô, bí pháp thịt ngâm này tới từ La Gia đã diệt môn ở Đại Nguyên, truyền thuyết là tác phẩm của ngự trù La thời Minh, là tinh hoa văn hóa ẩm thực nghìn năm, tôi không muốn đem nó công nghiệp hóa. Nguyên liệu thịt sản xuất dây chuyền máy móc bước đầu là khử trùng tiêu độc, làm trắng khử vị còn thêm cả chất chống thối để tăng thời gian sử dụng. Tôi mà dùng cách này sản xuất ra thịt ngâm la da thì đó là sự sỉ nhục với bậc đại sư trong nghề, tôi thà đứng đường bán cơm hộp còn hơn. Cho nên mãi mãi không thể sản xuất quy mô lớn. Tôi hiểu rồi. Sở tú nữ yếu ớt nói, dùng ba đạo quân có thể cướp ngôi, nhưng không thể cướp ý chí của người ta, tuy không hoàn toàn tán đồng, nhưng không thể phủ nhận hình tượng giảng phàm trong cô cao lớn hơn không ít. Giảng phàm cũng đánh giá cao cô gái rất có tầm nhìn cũng hiểu tình người này, mỉm cười hỏi, mất đi một mảng thu nhập lớn, cô còn muốn hợp tác không? Hợp tác vui vẻ. Giảng phàm vui vẻ đi tới bắt tay, rất trịnh trọng, tay rất mềm, trắng, âm ấm, ấm, hình như đây là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật. Bắt tay hơi lâu thì phải, sử tú nữ nhận ra ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, rõ ràng đang có tâm tư bất chính, rút tay lại, hừ một tiếng khoanh trước ngực. Thực ra cô không phản cảm với hành vi này, huống hồ đang rất đắc ý vì nguyện vọng đã thành 30%, nhiều hơn cô dự kiến. Giảng phàm thì có chút luyến tiếc thu tay, thầm mắng bản thân vô dụng, ai bảo y ăn chay quá lâu rồi, di chuyển đề tài, giám đốc sở, chuyện trước mắt cô định xử lý ra sao, chúng ta cùng trao đổi. Như anh nói, Phó Vũ Hà rút phục vụ viên, chẳng những làm khó anh, cũng là làm khó tôi, khỏi nói cũng biết do viên kỹ bình giật dây, tôi muốn trắng răng khai trừ hắn khỏi tân thế giới lại sợ gây ra phản ứng dây chuyền hơn nữa nhân tuyền phó tổng giám đốc không dễ chọn chú tôi thì tôi không dám dùng trương vân có chút đảm lượng nhưng tư lịch chưa đủ khiến người ta phục hứa nhạc sơn đủ tư lịch nhưng quá thật thà anh bảo tôi phải làm sao đừng có giữ im lặng giờ chúng ta là người cùng thuyền rồi đấy sở tú nữ không quên cảnh cáo một câu chỉ cần cô dám dùng tôi sẽ dạy cô giảng phàm cười xấu xa anh dám dạy tôi lại không dám dùng à. Được, bước đầu tiên, trước mặt quản lý công ty, mắng hứa nhạc sơn, trương vân một trận, dù sao là người của cô, vỗ về sau là được. Giảng phàm tay chống bàn ghé tới gần, đáng tiếc hôm nay sở tú nữ ăn mặc quá chính quy, không thấy gì cả, nhưng thế cũng đủ chết người rồi, đôi mắt đen lấy, long lanh, ướt ác và sắc lẻm hai hàng mi công vút tựa dao sẵn sàng cứ trái tim nam nhân toan máu, sống mũi hơi thấp nhưng khá gọn gàng xinh xắn, cân đối giữa hai gò má bầu bầu. Trên chiếc cằm gọn gàng là đôi môi dày mọng, môi dưới hơi chề và dường như là không bao giờ ngậm môi lại được, hẳn là khi hôn rất có cảm giác. Đúng, cách hay, chuyện này có thể quy vào sự thất chức của họ. Sở tú nữ nắm bắt rất nhanh, mắt sáng lên đôi phần người cũng bất giác ngã tới thêm một chút. Sau đó cô kể khổ với họ, dù sao thì đã thành sự thực rồi, dù sao tầng thế giới cũng cần thực thượng, mọi người nhìn một chút, gây khó cho nhau không ai được lợi, đúng không? Bọn họ có ý kiến bất đồng thì sao? Trước đó tốt nhất cô nên gặp sở hỷ phong, dù sao là chú cô mà, ám thị chút, cùng là người một nhà, tương lai cô đứng về phía ông ta, đưa ông ta lên làm chủ tịch, dù sao là loại ân tình không tốn tiền, cớ gì không làm. Giảng phàm nháy mắt. Bất tri bất giác hai người quá gần rồi, giảng phàm chủ động đứng thẳng người lên kéo giảng khoảng cách, tôi trịnh trọng kiến nghị cô mau chóng đề bạc một phó tổng giám đốc là phó vũ hà hả hả cái gì ai ở vị trí này cũng thành đích của muôn mũi tên chỉ có phó vũ hà là không lo viên kỷ bình gây khó dễ cô ta ngồi xuống ghế đó cô có cớ nói là để vỗ về viên kỷ bình di chuyển mâu thuẫn nói không chừng mẹ kế của cô cũng sẽ ngày càng chướng mắt với hắn cứ thế để họ đấu nhau tưng bằng ai còn để ý chuyện khác còn lại một mình cô ngồi xem trò hề, và tôi, im lặng kiếm tiền, tội gì không làm. Sở tú nữ nghĩ thông yếu quyết trong đó nhìn giảng phàm mặt nghiêm túc đưa ra chủ ý xấu, không nhịn được cười, gục đầu xuống gối vào cánh tay, cười không ngồi thẳng lên được. Đợi tới khi nhịn được cười thì giảng phàm đã đứng bên cửa chuẩn bị đi, sở tú nữ tiễn xuống lầu, vẫy tay nhìn y lên cái xe hàng cũ, thật đúng là, người khác kiếm được tiền, đặc biệt là nam nhân trẻ, chỉ sợ thiên hạ không biết, còn giảng phàm ngược lại, giờ đã là ông chủ một năm kiếm vài trăm vạn, lại bình dị tới mức biến thái. Kỳ thực mấy chuyện này sở tú nữ có thể xử lý được, dù thế nào cô là tổng giám đốc, giám đốc các bộ phận phải nể mặt, có điều ý kiến giảng phàm cao minh hơn không ít, cũng rất là xấu. Nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại của hai người, sở tú nữ càng vui vẻ, quyết định làm ngay, đi thẳng lên tầng 2, tiến vào khu spa, nhìn một vòng phục vụ viên mặc váy áo mày vàng gạo, trẻ trung xinh xắn, trang thiết bị hàng trăm vạn gần như thành tài sản riêng của Phó Vũ Hà, quanh năm chỉ biết ăn mặc làm dáng, làm việc thì không ra sao. Phục vụ dẫn sở tú nữ tới chỗ giám đốc, chỉ là gian ngăn cách, nghe bên trong có tiếng nói chuyển điện thoại ỏn ẻn liền bảo phục vụ lùi ra, khẽ gõ cửa, đi vào, Phó Vũ Hà hoảng loạn cúp điện thoại. Trang điểm lòe loẹt áo sơ mi cột tay buộc nút hoa bên eo, phía dưới mặt chiếc váy đen cách đầu gối cả gan tay, Phó Vũ Hà là đệ nhất mỹ nữ được cả công ty công nhận. Nhưng mà công nhận nhiều năm rồi, ba mấy gần 40 cứ thích ăn mặc như thiếu nữ, đắp đống son phấn níu kéo tuổi trẻ một cách vô vọng, khiến người ta càng nhìn càng thiếu tự nhiên. Năm xưa khi cha sở tú nữ đầu tư luyện thang cốc, phó Vũ Hà dùng tư sắc của mình lôi kéo không ít quan hệ chính phủ, nói ra cũng có thể coi là người đã cống hiến tuổi xuân cho tân thế giới. Phải vậy thôi, chuyện làm ăn có rất nhiều thứ bẩn thiểu, thiếu nhân vật giỏi giao tế dám nói dám làm thề này không được. Sở Tú nữ cố nén khó chịu trong lòng xuống, tán gẫu vài câu đi vào chủ đề, "Chị phó, tôi có chuyện muốn hỏi ý chị." "Chà, tổng giám đốc khách khí gì chứ?" "Cô nói chuyện phục vụ viên tới thực thượng kiếm thêm tiền chứ gì?" "Tôi giáo huấn từng đứa một rồi, cô yên tâm, không ảnh hưởng tới kinh doanh đâu." Phó Vũ Hà thấy Sở Tú nữ đổi cách xưng hô, ra ràng là lấy lòng, mắt theo thói quen chớp chớp làm dáng, miệng nhanh nhẹn chặn trước. "Chuyện này đáng để tôi phải hỏi tới sao?" sở tú nữ đã có kế hoạch nên rất ung dung vậy còn chuyện gì phó vũ hà hơi bất ngờ là thế này chuyện phó tổng viên không thích hợp làm phó tổng giám đốc của công ty nữa nhưng thiếu vị phó thủ một mình tôi làm không xuể lựa đi lựa lại chỉ có chị là thích hợp nhất chị vì công ty vất vả bao năm quan hệ với mọi người cũng tốt trừ chị ra tôi không thấy ai thích hợp nữa chị thấy sao có muốn giúp tôi một tay không sở tú nữ nói hết sức chân thành. Tin tức tới quá bất ngờ, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, Phó Vũ Hà gần như bàn hoàng, chẳng thấy tỏ ra vui mừng mà hai tay ôm ngực như sợ tim mình nhảy ra ngoài, giọng không còn chút thỏ thể nào nữa. Tổng giám đốc, liệu tôi có đủ năng lực không? Đủ, trừ khi chị không muốn giúp tôi. Sở tú nữ ôm vai Phó Vũ Hà thân mật, cười nhẹ, chỉ cần chị đồng ý, những người còn lại, tôi sẽ đi thuyết phục. Chị suy nghĩ cho kỹ nhé đừng vội từ chối. Phó Vũ Hà vô cùng khẩn trương gật đầu, một mép nhanh nhẹn mà lúc này nói không ra nữa. Mở cửa, sở tú nữ vừa đi ra, Phó Vũ Hà tròn tỉnh chạy theo tiễn, lần đầu tiên ấn thang máy mời tổng giám đốc, động tác vô cùng cung kính, thang máy đóng lại, sở tú nữ gần như nhìn thấy môi Phó Vũ Hà mấp máy nói, đồng ý. Chuyện Phó Vũ Hà lên làm Phó Tổng Giám Đốc không ai ngờ lại thuận lợi như thế, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của mọi người đại cổ đông cờ ty hằng ít và sở hỷ phong đứng cùng một chiến tuyến hai bên này dù ai đề nghị đều bị viên kỷ bình và sở tú nữ liên hợp chống lại. Huống hồ chính bọn họ cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng nếu sở tú nữ chỉ định ai khác cũng sẽ bị tất cả nhất trí phản đối ít nhất không qua được cửa mẹ kế cổ phần của viên kỷ bình tuy ít nhưng người ta là nguyên lão lời nói có phân lượng mấy phương diện rằng coi làm vị trí phó tổng giám đốc bị gác đó không quyết được khi cái tên phó vũ hà được đưa ra không ngờ cổ đông nhất trí thông qua ngay chẳng ai ý kiến gì đối với các phương diện mà nói phó vũ hà xuất thân bình thường thanh danh tàn tạ năng lực chẳng có gì không thể gây ra uy hiếp với bất kỳ ai vừa vặn thỏa mãn mong muốn các phía thế là phó vũ hà bỏ trung tâm spa đường hoàng tới văn phòng sát bên sở tú nữ làm việc mỗi sáng sớm tới nghe chỉ thị báo cáo nghĩ rằng mình thuận lợi lên làm phó tổng giám đốc do sở tú nữ đi thuyết phục các bên Chuyện này tất nhiên lọt vào mắt phe khác, làm phía hằng ích và sở hỷ phong cho rằng sở tú nữ đã thỏa hiệp với viên kỷ bình, mà phó vũ hà lung lạc cả tổng giám thị trường mà bà sở để lại công ty, hai mẹ con họ mà hòa hảo lại liên kết với viên kỷ bình thì là uy hiếp lớn với các phe còn lại. Chính vì tâm lý vi diệu đó, chức vị phó tổng giám đốc mới đầu là trưng bày, giờ trở nên bận rộn, bộ phận tài vụ, bộ phận giải trí, thêm vào phía cổ đông đổ cho một đống chuyện, đợi phó tổng thành trò cười. Thế nhưng Phó Vũ Hà bị người ta khinh thường lại hết sức nhập tâm vào vai trò của mình, không chỉ thay đổi từ cách ăn mặc trở nên nghiêm túc đứng đắn hơn, bỏ đi kiểu nói chuyện thỏ thể thiếu nữ, mà làm việc càng tích cực. Hôm nay bận hỏi kế hoạch marketing thị trường, mai chạy đi điều hòa quan hệ với cổ đông, hôm sau nữa lại qua ngân hàng lo khoản vay, hận một ngày không thể làm việc 24 giờ, để mọi người thừa nhận mình. Sở Tú nữ nhìn vào mắt, cười trong lòng, Sở Vũ Phi miệt mài phấn đấu nhiều năm, Thấy viên kỷ bình thất thế, còn mơ vị trí phó tổng rơi vào tay mình, giờ mộng đẹp tan vỡ, suốt ngày kiếm chuyện với phó Vũ Hà. Viên kỷ bình thì sao, người phát ngôn đi lên tới vị trí của mình rồi, tất nhiên tích cực chỉ chiêu để giữ vị trí, còn về phần người mẹ kế kia, công ty càng loạn, cô ta càng mừng. Trong tình cảnh ấy đám làm cơm hộp ở sân sau ấy à, ai mà nhớ họ là ai nữa. Thế là công ty thì vẫn ngoài hài hòa, bên trong đấu đá tưng bừng, làm ăn thì vẫn không nóng không lạnh, còn nhân viên lại vui vẻ lén lút ra sân sau làm thêm kiếm tiền như trước, chỉ duy nhất có sở tú nữ bỗng nhiên thấy rảnh rỗi nhẹ nhõm. Đương nhiên rảnh rỗi rồi, công việc đều bị phó tổng giám đốc nhiệt tình thái quá tranh làm hết, không rảnh không được. Có điều chuyện này mang tới chút tác dụng phụ không ai ngờ, vì hiệu quả quá rõ ràng, sở tú nữ thấy giảng phàm đúng như lời tàng nam nói, nam nhân này quá nguy hiểm, bởi vì hoàn toàn không dễ khống chế như mình suy nghĩ, trong lòng sinh nghi ngờ khiến chuyện hợp tác thực sự giữa hai người bị gắt lại. Sáng ngày 25 tháng 6, sở tú nữ tới văn phòng một tiếng, tay cầm thiệp mời màu đỏ, chuẩn bị đi thì Trương Vân gõ cửa đi vào, mang theo một cặp tài liệu, đóng cửa giao sở tú nữ một bản hợp đồng sửa đổi nhiều lần, đó là hợp đồng tư nhân của sở tú nữ với thực thượng. Không phải hợp đồng còn chỗ nào không ổn, mà vì giảng phàm chưa khiến sở tú nữ yên tâm, cho nên sửa mãi chưa ký. Tổng giám đốc, Chúng tôi chọn 3 địa chỉ, một ở Khấu Trang, vốn là chỗ ủy ban dân cư, ra giá 740 vạn, một ở đường Thái Viên, ra giá 550 vạn, địa điểm hơi nhỏ, một ở khu ngên Trạch, rộng nhất, 2.4 mẫu, ra giá 1.300 vạn. Điều kiện giao thông đều tốt, chỉ hơi xa. Còn có cả xưởng in ở khu Hạnh Hoa Lĩnh muốn bán toàn bộ, giá thị trường không dưới 800 vạn, Trương Vân báo cáo địa điểm lựa chọn làm khu chế biến đồ ăn nhanh của thực thượng trong thành phố sở tú nữ khẽ cắn môi dưới, nhìn hợp đồng đâm chiêu, tiểu vân, cô thấy chúng ta làm thế có đáng không? Nếu chỉ riêng khả năng đất tăng giá mà xét thì vụ đầu tư rất đáng, còn chúng ta đầu tư mấy trăm vạn thậm chí nghìn vạn để liên thủ với thực thượng, hơn nữa chỉ là tham dự cổ phần chứ không khống chế cổ phần thì không đáng lắm, dù sao vốn đăng ký của họ có 50 vạn. Trương Vân mặc dù định sẵn sẽ sang thực thượng làm việc, vẫn giữ công tâm của một giám đốc chuyên nghiệp. Sở tú nữ gật đầu, cũng thấy mình lỗ lớn nghĩ một lúc cho bản hợp đồng vào máy xén giấy xoẹt xoẹt vài tiếng tất cả biến thành không tôi suy nghĩ thêm văn bản hợp đồng cứ sẵn sàng tôi có thể cần bất kỳ lúc nào trương vân rất tán đồng tuy cá nhân cô có phần ngưỡng mộ giảng phàm nhưng kinh doanh thì phải cân nhắc ở góc độ khác vậy còn địa điểm thì sao ạ à? cứ bàn bạc trước đi dù sao không nhanh được sắp vào giữa hè rồi trong thời tiết này kinh doanh ăn nhanh chỉ cần có chút bất cẩn là lỗ vốn tôi muốn xem xem các trường học đã nghĩ giảng phàm có qua được không nếu không qua được thì không cần hợp tác nữa mặc dù đã bắt tay nói lời hợp tác nhưng với sở tú nữ gia sản không nhỏ mà nói vẫn phải xem đối tác ra sao vì rõ ràng hợp tác vào lúc này chẳng khác nào tặng thang trong tuyết trương vân không lên tiếng cô hiểu thái độ không dứt khoát của tổng giám đốc riêng đầu tư đã quá lớn lợi ích không cao nếu thực sự có một nghìn vạn mua đất cần gì đi bán cơm hộp tiểu vân giúp tôi đặt lãng hoa đưa tới địa chỉ này lát nữa tôi đi tham dự lễ khai trương lớn một chút sở tú nữ an bài đưa thiếp mời cho trương vân đó là cửa hiệu tên thịt ngâm thực thượng địa chỉ ở tiểu khu thuế uyển cô biết địa điểm này nằm ở đường kiến nam chắc không lớn vốn tưởng là của giảng phàm nhưng người mời là tằng nam và đường thụ ngư đúng thế đấy đường đại đầu cuối cùng cũng bị thuyết phục chấp nhận đi kinh doanh rồi cùng vợ và đám thân thích ở quê của vợ nhất tề đi kinh doanh trong tiếng pháo nổ đi đùng, mùi thuốc pháo gắt mũi, tấm biển vàng xuất hiện cách tiểu khu thuế biển không xa, cửa hiệu rộng hơn 200 mét vuông, đèn lồng lớn dán mặt trư bát giới, cực kỳ phù hợp với đường đại đầu đeo ca vạt hoa đứng ở cửa, qua, trông như biển quảng cáo sống vậy. Tính nguyên tắc của đường đại đầu rất cao, rốt cuộc không chịu bán cơm hộp. Giảng phàm quay sang thuyết phục Phi Phi, thịt ngâm y làm thế nào thì khỏi bàn, Phi Phi quay đầu thì thầm bên gối, nghe vợ nói được ăn thịt chán chê tên đầu to thấy không tệ. Mấy ngày sau Phi Phi gọi cả chú ba dì bảy ở quê lên, trực tiếp mở quán cơm không lớn không nhỏ, có giảng phàm hỗ trợ, chỉ mất 10 ngày trang trí là khai trương rồi. Mặc dù quán khai trường rồi mà vẫn chẳng biết rốt cuộc chuyện làm ăn này ra sao, đường đại đầu vẫn vui lắm, hắn ấy à, thích cái không khí náo nhiệt. Đặc biệt là mời không ít các anh em trước kia tới, càng cao hứng, chưa tới 10 giờ, lãng hoa đã có mấy chục cái, Xóa trụ chẳng tặng hoa chỉ dẫn mấy người tới ăn, chút tiền đó anh đường nào để vào mắt, chắp tay mời hết vào trong, cứ ba chén rượu phần cái đã, sau đó là thịt đưa lên, chiêu đãi rất nồng nhiệt. Đường đại đầu thích nhất là mở tiệc chiêu đãi người ta, điểm này cũng rất giống giảng phàm. Bên trong khác với quán ăn bình thường, tầng một toàn bộ là tủ kính, bày đủ các loại thịt ngâm, nhìn thích mắt vô cùng, thân thích của Phi Phi người tứ xuyên, mở mồm ra là chửi, đang lâm trận mài thương theo đầu bếp thực thượng học cách thái thịt, ồn ào nhốn nháo, loạn hơn chợ, thôi thì xem như náo nhiệt. Mới khai trương, chả ai hiểu gì, thế nên chỉ một chữ loạn, Phi Phi vừa bế con vừa chạy trước chạy sau chào đón khách. Cái thằng nhóc cũng rất đanh đá, chẳng biết là nhìn thấy cái gì không lấy được, thế là khóc ván trời, làm cô ứng phó không xuể. Thấy chồng đang uống rượu, nhét con vào phòng, mắng cho vài câu lại chạy đám anh em cúi đầu che miệng cười nhìn đẻo lão đại trong ấn tượng anh đường chỉ có ôm các em trong lòng giờ bế đứa bé đầu cũng to quá khổ nhìn thế nào cũng buồn cười mà phương pháp dỗ con của đường lão đại cũng độc đáo đưa luôn chén rượu cho con uống thằng bé đúng là kỳ nhân có chút rượu là im ngay cả đám mắt tròn mắt dẹt hôm nay mọi người tới rất đông đủ mơ hồ tôn nhị dũng xa loa tử thêm vào xỏa rượu cứ trố mắt nhìn nhau mẹ nó chứ đường tiểu đầu nói chưa sỏi mà uống rượu đã khá lắm rồi đã thế uống hết còn đòi, công nhị dũng hít một hơi như đau răng, lợi hại, không thẹn là con anh đường. Mẹ nó chứ, tương lai thế nào cũng là hảo hán ngang võ tòng. Sa loa tử vừa khen vừa rót rượu cho đường tiểu đầu. Đường đại đầu lại cho con trai uống chút nữa, dương dương đắc ý, đây mới là nam nhân, đâu như bọn mày, chưa hết bữa đã lăn hết xuống gầm bàn. Anh đường, nó mà là nam nhân á. Mơ hồ phản bác, các anh em kiếm tiểu thiếu gia một em gái, xem tiểu thiếu gia có làm ăn được gì không. Tiếng vỗ bàn, tiếng cười nói, tiếng chửi tục hỗn loạn. Sở tú nữ tới muộn, tới nơi còn phải kiếm chỗ đổ xe, cách rất xa đã nghe thấy tiếng mời rượu ồn ào, chưa tới 12 giờ mà đã có người bước chân siêu vẹo từ trong quán đi ra, còn có người ôm lãng hoa ra sức nôn, nôn chưa hết bị người ta kéo vào uống tiếp. Nếu mày không vui, thường những nơi dân thị tỉnh tụ tập thế này, sở tú nữ tự trọng thân phận, không bao giờ hỏi han tới, lần này quán ăn biển thực thượng, lại có tầng nam góp cổ phần, nên nể mặt bạn mà đến thôi, kỳ thực trong đó không thiếu ý đồ muốn xem xem thực thượng muốn kinh doanh thịt ngâm thế nào. Có điều nhìn một cái là đã thất vọng rồi, đường kiến nam vốn chẳng phải khu vực phồn hoa mấy, mặc dù cách đó 300 mét thôi là tiểu khu thuế biển và khu dân cư nhà máy tam linh, làm ăn không thể kém được. Có điều trong mắt người ăn học bậc cao như cô, có chút khinh thường cảnh tượng này. Hơn nữa lập tức bới móc được vài vấn đề, địa điểm hẻo lánh, không thể hình thành hiệu ứng thương hiệu, địa điểm kinh doanh hai tầng, mỗi tầng chưa tới 200 mét vuông, mỗi năm lợi nhuận cùng lắm vài chục vạn, nếu chia ra phía thực thượng, càng ít. Tư duy tiểu nông Sở tú nữ đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức đánh giá cách làm của giảng phàm, đoán chừng là muốn kiếm việc làm cho người bạn tên đường đại đầu thôi, nghĩ tới đây coi kinh giảng phàm vài phần, đoán chừng định thông qua buôn bán nhỏ vãn hồi đã đi xuống. Chị Tú, sao không vào? Một tiếng gọi trong trẻo, sở tú nữ quay đầu nhìn chiếc BMW dừng lại, tàng nam quyến rũ xinh đẹp đeo kính đen thò đầu ra, một thân váy ngắn hoa văn báo, cá tính thời thượng, thân thiết đi xuống khoác vai. Sở tú nữ nhoảng miệng cười che giấu khó chịu, không phải đợi em sao, ngoài em ra thì chị có quen ai đâu. Hai mỹ nữ duyên dáng đi vào quán, vốn tỷ lệ quay đầu phải cực cao, có điều mấy bàn tầng một đã uống say khước rồi, căn bản không ai chú ý ai với ai. Tằng Nam gọi đường đại đầu, sở tú nữ nhìn cửa hiệu quá nữa là đặt tủ kính, bốn năm người mặc áo trắng đang được đầu bếp chỉ dẫn điều chế thịt ra sao, những thứ này với cô mà nói không lại nữa, nhà hàng tự chọn của tân thế giới đều có. Hình như có chút là bỏ gốc lấy ngọn rồi, sở tú nữ thấy thứ tốt như vậy ở trong tay người nhà quê như giảng phàm thật cũng phí, sản lượng đã không thể làm lớn, vậy thì tự mình kinh doanh đi theo hướng cao cấp mới đúng. Vậy mà lại chỉ làm nhà phân phối, thế thì khoản lớn để người ta kiếm rồi, còn thực thượng chẳng có được là bao. Lại nghe tàng nam giới thiệu đường đại đầu là tri kỷ của giảng phàm, chỉ biết thở dài, quả nhiên là vậy. Làm ăn mà cứ kiểu dắt díu họ hàng thân quen thế này làm sao khá được. Ngõ sâu quán nhỏ, được cái là không khí vô cùng tốt, thể hiện ra là ông chủ đường đại đầu không có thời gian mà chào hỏi, đoán chừng sáng uống say rồi, phi phi chạy ra tiếp hai vị khách quý còn kiếm phòng nhỏ ở tầng 2 cho hai cô gái, an bài thỏa đáng, nói vài câu lại chạy. Cả cô cũng không ngờ đường đại đầu thoái ẩn mấy năm rồi mà đám anh em tới chả thiếu một ai, chuyến này khai trương lỗ vốn lớn. Chị Tú, thấy cái quán nhỏ này thế nào? Tàng Nam rót nước cho sở Tú Nữ, cười hỏi. Cũng được. Nam Nam này, thực thượng cung cấp hàng cho nơi này à? Sở Tú Nữ tựa như tùy ý hỏi còn không phải sao đường đại đầu là tên ngu ngốc may có phi phi nhanh nhạy hơn nữa nhiều thân thích ở xuyên người nơi đó khảnh ăn mỗi người đều tính là nửa đầu bếp rồi hôm qua em thử rồi khá lắm tằng nam cực kỳ hứng thú hai người này em nói quan hệ giảng phàm và đường đại đầu không tệ à đương nhiên hai người họ là một đôi trời sinh đấy mức độ thân thiết à anh chị em ruột trong nhà chẳng bằng chị hỏi thế là sao ý chị là thịt ngâm này giao cho ai cũng không lo không kiếm được tiền nhiều tới mấy cũng không sợ lỗ giảng phàm đúng là quan tâm tới bạn bè sở tú nữ khéo léo nói ai người ta còn chẳng thèm ấy giảng phàm sớm muốn kéo lão đường bán cơm hộp với mình lão đường chê mất mặt sống chết không làm nếu không có phi phi nói giúp chưa chắc có cái quán này hi hi hai người này thú vị thật mà nhìn chẳng giống người cùng đường ấy vậy mà họ lại đi chung một đường Hai cô gái đang nói cười thì phục vụ bê lên bát canh nói, đặt xuống bàn nói là nước nấu thịt, lại xới cơm, nói vài câu hoan nghênh khách sáo rồi lui ra. Tằng Nam muốn gọi rượu, sở tú nữ vội khuyên buổi trưa đừng uống, ánh mắt bị bát nước thịt thu hút, khẽ dùng thì ngoáy nước canh thôi đã thoang thoảng vị thịt dễ chịu, bên trên rau thơm nổi bập bình, có cả ớt đỏ, bọc trắng, múc một miếng thịt lớn dính cả bì lẫn mỡ, ngần ngại. Ăn thế này sợ béo sở tú nữ chưa ăn thì tằng nam đã múc từng thìa hút xì sụp chết miệng khoan khoái vớt miếng thịt lớn nhai đầu mồm làm sở tú nữ nhăn mặt nếm thử đi nếu không sau này chị hối hận canh là nước nấu thịt ngâm thịt là thịt đầu lợn ăn cả canh lẫn thịt càng thơm càng ngọt hồi nhỏ cha em làm cho em ăn mà không ngon bằng giảng phàm làm anh ta chẳng có cái gì hay riêng chuyện ăn uống là không thể nghi ngờ ăn đi chị nhìn chứ không hề ngấy được mời nhiệt tình thế mà không ăn thì cũng ngại, sở tú nữ cầm thì mút một ít, hé môi hồng thử một ngụm, đậm, tươi, thơm, cay, cứ như có bữa tiệc hương vị đang nhảy múa trong miệng kéo nước bọt ra, cảm giác sảng khoái, thử thì thứ hai, thứ ba. Ăn rồi, đến khi ngẩng đầu lên thấy tàng nam cười khúc khích, bất tri bất giác thứ không dám ăn mà mình ăn nhanh hơn người ta vài phần, cười ngượng che giấu, ngon thật. Thực sự ngon, món mới của giảng phàm cứ xuất hiện không hết. Đương nhiên, chị đã ăn được bao nhiêu món anh ấy làm đâu. Cho chị biết một bí mật, anh ta có một cái bệnh, cứ gặp nữ nhân mình thích là tài nghệ tăng thêm một bậc, trước kia em đi theo chị tương tới nhà anh ấy ăn cơm. Trời ơi, món ăn anh ấy làm cho chị tương mới gọi là ngon, dù là thứ rau bình thường nhất, anh ấy xào ra cũng khác người ta, em chẳng nói được ngon thế nào, tàng nam vừa nói vừa hồi ức. Chị tương là ai? Sở tú nữ lần đầu nghe cái tên này. Bạn gái anh ấy bay rồi có thể chị quen đấy là em gái tương cửu đỉnh không quen nhưng chị biết tổng giám đốc tương hai bọn họ sở tú nữ thăm dò giờ mọi chuyện về giảng phàm đều khiến cô hứng thú tằng nam nhún vai ra nước ngoài rồi bây giờ có phong trào lấy quốc tịch nước ngoài về nước kinh doanh mà sợ chính sách có biến khi đó ôm tiền chạy cũng tiện hi hi đúng thế thật nam nam thân phận của em cũng có thể đầu tư di dân có muốn ra nước ngoài không không muốn, mặc dù em chỉ còn một mình, nhưng cha mẹ em đều ở đây, em không đi đâu hết. Bất tri bất giác đã ăn hết cả cơm lẫn canh, trừ món canh thịt đặc biệt ra, mấy món đất xuyên cũng ngon miệng, cùng tàng nam uống vài chai bia, đến khi ra ngoài thì sở tú nữ đã lân lân hơi men, cáo từ tàng nam về xe. Ăn thì ngon nhưng lòng sa sút giờ mới hiểu tính chuẩn xác của câu gia tài vạn quán chẳng bằng một nghề trong tay, nếu tân thế giới mà có tài nghệ này, còn lo gì nữa buồn lòng hơn nữa là Minh Châu ném xó bếp, thứ tốt như vậy mà rơi vào tay người nhà quê. Cùng lúc đó cảm giác buồn bã lan tỏa khắp quán nhỏ nơi khởi nguồn của thực thường, thường ngày khách đông nghiệp tới qua 8 giờ tối, vậy mà hôm nay mới 2 giờ chiều đã quét dọn, không có khách phải đóng cửa chứ làm sao. Thời tiết đại nguyên vào tháng 6 nóng không chịu nổi, hàng cây hai bên đường cũng quể oải rũ lá xuống, xanh thì vẫn xanh nhưng nhìn chẳng có chút tinh thần nào, dù có gió thổi qua cũng lười nhát đông đưa vài cái cho có, vì gió khô nóng, lại còn có cả cát nữa. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, hoàng thiên giả cứ như người mất hồn, thi thoảng ra cửa nhìn từng chiếc xe khách lớn đưa những sinh viên đang nóng lòng về nhà lướt qua trước mắt, xe đi chẳng khác nào mang theo cả hồn vía của hắn, trước kia không có cảm giác đó, vậy mà vì sao bây giờ cảm giác lại mạnh mẽ thế? Thiên giả, anh nhìn xe làm gì? Từ thanh thanh từ trong quán đi ra hỏi. Đó đều là khách của chúng ta, tiền của chúng ta anh không đau lòng sao được. Hoàng thiên giả trưng ra cái mặt đưa đám, mắt lại thất thần giỏi theo một cái xe nữa đổ lại bên lề đường đón đám sinh viên nô nức kéo nhau lên xe. Xem anh kém cỏi chưa kìa. Từ thanh thanh mắng, người bạn trai lớn tuổi hơn mình này chẳng có thói xấu gì rõ ràng, chỉ có mê tiền thái quá. Nghe câu này hoàng thiên giả không vui, vậy em giỏi rồi, em nói xem làm thế nào. Hai cửa hiệu kia kiếm được tiền miễn cưỡng đủ trả thuê nhà và nhân viên, trả lãi được đồng nào, giờ em tốt nghiệp rồi sẽ làm sao? Về cái nơi quỷ quái lữ lương của em thì vô vọng, chúng ta ngồi nhìn nhau ngày này qua ngày khác à. Nghĩ tới hai cái quán ở đường Tân Hà và ngủ nhất kinh doanh ảm đạm, từ Thanh Thanh cũng xa suốt trách, đã bảo anh đừng vội, anh cứ ném tiền vào đó, giờ còn kêu. Kêu 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 cái rắm, cùng lắm lão tử rút, bồi thường hai tháng tiền thuê nhà, dù sao cũng kiếm rồi. Hoàng thiên giả tự an ủi bản thân, song sót lắm chứ, dù sao kiếm vào tay lại ném ra, thế nào cũng là lỗ, nhưng vô kế khả thi. Anh tìm anh giảng phàm nói chuyện tử tế, anh ấy thế nào cũng có cách, hai mấy nhân viên ở đây mà giải tán, chúng ta làm lại từ đầu. Từ thanh thanh nhỏ nhẹ khuyên. Không khuyên thì thôi, khuyên một cái chả khác nào đổ dầu vào lửa, hoàng thiên giả được dịp bùng cháy, chửi ung lên, đừng nhắc tới thằng đó, mẹ nó, thằng vương bác đảng, thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa. Con mẹ nó chứ, anh em cái đếch gì? Từ thanh thanh sắc mặt cực kỳ khó chịu, nhưng lại là chỉ hoàng thiên giả, làm người phải có lương tâm, không có anh giảng phàm, bây giờ anh vẫn còn bán cái quán nhỏ, một tháng kiếm vài ba nghìn đấy, người ta cũng đã cảnh cáo anh đừng lỗ mãn nhảy vào đường ngủ nhất, anh lại không nghe, giờ đi trách người ta. Anh là loại người thế đấy à? Anh! Anh chỉ nói thế thôi mà, chẳng qua không phải sốt ruột sao, hoàng thiên giả sợ từ thanh thanh giận thật vội xuống nước vào quán chống cầm ngồi, tiếp tục nhìn những chiếc xe mang đi nửa phần hồn của mình. Đột nhiên từ thanh thanh gọi, thiên giả, anh giảng phàm gọi, bảo chúng ta tới phân thủy lĩnh. Mẹ nó, đợi mãi. Còn không mau. Hoàng thiên giả sáng mắt, giảng phàm gọi tức là có kế rồi, vừa rồi còn như cái xác chết tức thi đứng bật dậy, kéo luôn từ thanh thanh lên xe, xoay đầu xe một cái phóng như bay tới phân thủy lĩnh. Phân thủy lĩnh hôm nay cũng rất yên ắng chẳng có tiếng máy thông gió chạy ù ù như mọi khi, hai cái xe chở hàng phủ bạc che nắng, hiển nhiên cũng đang trong tình trạng thất nghiệp. Hoàng thiên giả chẳng quan mấy chuyện đó, xuống xe là chạy vội vào bếp, sau đó ngẩn người. Giảng phàm ngồi giữa bếp khoanh chân mắt khép hờ, phía trước là cái bàn thấp, mọi khi giờ này thành chỗ nghỉ ngơi của đầu bếp, hôm nay nghi ngút hơi nước bốc lên từ một cái nồi, làm ai đi vào cũng có cảm giác phiêu diêu. Qua ca, hoàng thiên giả khẽ gọi, đừng thấy hắn chửi bới rất hăng, nhưng gặp giảng phàm một cái là xì hơi ngay vì sao luận nóng tính hắn là đống lửa thì giảng phàm là núi lửa a à, ông chủ hoàng đã lập đội ngũ mới chưa tôi còn chúc mừng giảng phàm vừa mới mở mắt ra đã đá đẻo người ta hì hì qua ca nói gì thế tao trừ sùng bái mày ra không có chút tâm tư nào khác dù muốn tự lập môn hộ cũng đâu có bản lĩnh đó hoàng thiên giả nịnh bở bất chấp thể diện từ thanh thanh mũi phát ra tiếng cười khẽ Giảng phàm vẫn thái độ cao nhân Từ vỗ mông dễ chịu lắm Qua ca không để mày sùng bái xuân Đại hòe múc cho họ mỗi người một bát Vâng Đại hòe nói bao lần vẫn không bỏ thói cũ Cởi trần trùng trục khoe cơ bắp săn chắc bóng loáng Dùng mui to múc hai bát lớn đặt lên bàn Rải thêm ít rau thơm đưa tay làm động tác mời Hoàng thiên giả hồ nghi không biết giảng phàm có dụng ý gì Cũng chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống nữa Lo đã đầy bụng rồi từ thanh thanh thông minh gấp 10 hắn, mơ hồ đoán ra, bê bác cầm thìa, hút sụp một tiếng, vị canh quá tuyệt, ăn ngon lành, thấy bạn trai vẫn ngay ra đợi giảng phàm lên tiếng để nuốt lấy liền đẩy khẽ một cái, ăn đi, không ăn sao anh ấy nói được. Thế là hoàng thiên giả ăn như gió cuốn mây tàn, cả canh lẫn thịt cứ ồng ọc đổ vào mồm bất chấp cả nóng, cái bộ dạng trư bát giới ăn nhân sâm này thì làm sao ăn ra vị gì? Ngon không? Giảng phàm ngán ngẫm hỏi từ thanh thanh trước ngon à. Từ thanh thanh liếm môi, đúng là cực ngon, ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh giá, mở mà không ngấy, nước canh thuần, thịt và canh hòa là một, rất đặc biệt. Lão Tam, mày thấy thế nào? Từ ngon, cái gì cũng ngon. Hoàng thiên giả rõ ràng tâm tư không ở mặt ăn uống, mà dù có thì ngoài chữ ngon ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Giảng phàm lắc đầu thở dài, để hai người không hiểu ẩm thực đi kinh doanh ẩm thực, không biết đúng hay sai. Thôi, nên nói chuyện rồi hai người có muốn làm lớn không ông chủ em hết tiền rồi em ném vào hai cái quán kia rồi hoàng lão tam tức thì làm bộ mặt đáng thương ha 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 đáng đời mày đừng mong tao thương hại giảng phàm cười rất vô lương tâm tao nói lớn nhưng không nhất định cần tiền mới có thể làm lớn vậy làm sao hoàng thiên giả nóng ruột lắm rồi đội ngũ mày có sẵn cửa hiệu trang thiết bị có sẵn tao cung cấp loại canh thịt này cho mày bán, thế nào? Hoàng thiên giả gãi đầu, ngon thì ngon, nhưng sinh viên nghĩ hết rồi, bán cho ai được? Nói mày ngu mày còn cãi, nhớ năm xưa chúng ta kiếm tiền vào mùa hè ra sao không? Cái thời mỗi ngày mày bóc lột chỉ trả tao có 200 đồng ấy. Giảng phàm cuối cùng cũng lộ bài, đó là quãng thời gian cây đắng khó quên trong đời y. a à, quán bia, đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này? hoàng thiên giả mắt mở to sực tỉnh tức thì thời đó hắn kinh doanh hiệu bán đồ người lớn cũng gặp cảnh sinh viên nghỉ hè làm ăn sa sút vừa vặn gặp lúc giảng phàm vừa thất tình thế là gạ gẫm y đi bán quán dựng một cái lều ở quảng trường trả ít phí thuê chỗ người đông lo gì không làm ăn được thằng này có ưu điểm là chỉ cần kiếm được tiền cái gì cũng dám làm không ngại giảng phàm chỉ chiêu hôm nay không kịp rồi mai bắt đầu tao cung cấp hàng đầu bếp cho mày mày mở cho tao cái quán lớn nhất quảng trường Trung Tây cho tao, hai tháng đảm bảo mày kiếm ít nhất 10 vạn, thế nào? Làm, 5 vạn cũng làm. Hoàng thiên giả vỗ đầu tự trách mãi, có chiêu hay như thế mà quên, cũng công lo lắng bao ngày, chẳng trách giảng phàm bình chân như vậy, thì ra có tính toán cả rồi. Từ thanh thanh suy nghĩ chu toàn hơn nhiều, nhìn bếp lát đắt mấy người, hỏi nhỏ, anh giảng phàm, có mấy người thôi có làm được không? Món thịt ngâm này của anh tốn thời gian công sức lắm mà. Giảng phàm đứng dậy ngoắt tay, đi theo anh. Hai người theo giảng phàm ra phía sau, có gian phòng lớn giảng phàm lấy chìa khóa mở cửa, hai người kia đi vào một cái, không dám tin vào mắt mình. Đúng là có chuẩn bị cả rồi, luôn cho rằng đây là nơi vứt đồ lặt vặt của thực thượng không ngờ phía dưới chôn rất nhiều những cái chung đất, bốn xung quanh còn treo lơ lửng. Giảng phàm giới thiệu, trước 34 chung, sau 78 chung, đã ngâm 3 tháng rồi mùi vị cực đậm, đã đánh tiếng với lò mổ, bọn họ tiêu thụ mùa hè không tốt bằng mùa đông. Từ hôm nay trở đi, tôi bao hết, 112 chung, luân phiên ngâm thịt, mỗi ngày 1.200 cân không thành vấn đề nữa. Có đủ tiền cho hai người kiếm, vội gì, nói không chừng tới tháng 9 không muốn quay về bán cơm hộp nữa. Hoa ca, vậy tân thế giới thì sao? Tao tưởng mày cùng sở yêu tinh liên hợp với nhau, không cần tao và thanh thanh nữa. Hoàng thiên giả chớp mắt vén mây mù nhìn thấy nắng rồi, mặt sáng bừng lên. Nói thật, sở tú nữ hơn mày nhiều, nhưng mà vì hơn quá nhiều, cho nên tao đoán đầu óc bị lừa đá, tạm thời xem thường tao, muốn nghe ngóng tình hình. Đợi tao làm lớn rồi, cô ta lại lẻo đẻo chạy theo. Giảng phàm thừa hiểu tâm lý của sở tú nữ, người ta có tâm lý ưu việt quá mà. Vậy chúng ta làm lớn cỡ nào? Hoàng thiên giả nín thở chờ đợi. Tao chuẩn bị tới tháng 9 treo biển thực thượng khắp thành phố, chúng ta sẽ đánh chiếm thị trường lớn nhất. Giảng phàm cực kỳ tự tin tuyên bố, con người gan lớn bao nhiêu thì tài sản lớn bấy nhiêu, tiên liệt vĩ đại của giai cấp vô sản đã nói rồi, về chuẩn bị đi, vẫn câu nói đó, bất kể tình cảm sâu cạn thế nào, kết toán hàng ngày. Hoàng thiên giả kích động rồi, lại lần nữa kéo tay từ thanh thanh chạy đi, vừa đi vừa bấm điện thoại liên hệ địa chỉ, lều bạc, quen việc nên rất dễ làm. Ông chủ giảng, chuyện này chúng tôi đang thương lượng không phải một sớm một chiều mà tìm được chỗ thích hợp hơn nữa đây là chuyện của anh và tổng giám đốc sao lại hỏi tôi giọng trương vân có chút khó xử bên kia điện thoại giảng phàm có chút nóng nảy cô ấy bảo tôi có chuyện hỏi cô sở tú nữ cũng thật là không tìm thấy đâu khiến tôi phải tới tìm cô trong nhà tổng giám đốc có chuyện đi thăm cha chị ấy ở trong phòng bệnh không thể nói chuyện điện thoại tôi đã nói với anh mấy lần rồi mà có âm mưu Định tránh mặt tôi chứ gì? Cô ấy sống thực dụng quá đấy, không thể thấy lượng tiêu thụ của tôi giảm xuống một chút là bỏ chạy chứ. Vậy thì hơn trăm người của tôi an bài ra sao? Hơn nửa địa điểm tháng 9 cần dùng, các cô không lo xong, vẫn để tôi phải đánh du kích à? Ông chủ giảng, chúng tôi cũng không có cách nào, 10 người chúng tôi cũng không an bài được. Trợ lý Trương, tôi cảnh cáo cô, giờ tôi gặp khó các cô chạy mất, đừng trách khi tôi trở mình các cô tìm tới tôi không khách khí cho các cô một cơ hội chung hoạn nạn. Bảo với sở tú nữ, trong vòng một tuần không ký hợp đồng thì sau này khỏi ký, mai cho tôi câu trả lời chuẩn xác, nếu không tôi không đợi các cô nữa. Vậy anh đừng đợi nữa. Tiếng điện thoại túc túc, cúp máy rồi, Trương Vân giận tới mặt trắng bệnh, hết một câu rồi cắt ngang cuộc gọi luôn, giảng phàm đã dây dưa mười mấy ngày rồi. Cứ như trước kia giao ước miệng thôi mà đã coi mình như người của tân thế giới vậy, lúc thì thúc giục ký hợp đồng, lúc thì muốn đi xem địa điểm, khi lại muốn bàn bạc chi tiết, làm cô phiền không thôi. Sau ngày 25/6, các trường học đều nghỉ hè, thực thượng kinh doanh sa sút, giảng phàm nảy ra ý đồ mới, muốn bọn họ chuyển spa thành nhà hàng tự phục vụ, an bài mấy chục phục vụ viên của thực thượng. Mà theo Trương Vân tìm hiểu, hai điểm phân phối cơm ở đường Tân Hà và Ngũ Nhất đã đóng cửa, treo biển chuyển nhượng, rõ ràng là do mở rộng quá gấp không đủ nguồn lực duy trì. Dưới tình huống đó, Tổng giám đốc cho rằng giảng phàm muốn ỉ vào tân thế giới cứu vãn tình thế, đối phó qua loa không được, đẩy Trương Vân ra làm lá trắng. Trương Vân mặt không đủ dày, mỗi lần nói chuyện điện thoại là bị giảng phàm làm tức sôi máu, nói như mình là loại tiểu nhân vậy, cúp điện thoại xong lại gọi điện báo cho tổng giám đốc, hai người thảo luận tình hình hiện thời. Không chỉ lượng tiêu thụ của thực thượng sụt giảm mà tân thế giới cũng giảm mất nửa thị trường ăn nhanh, giờ thực thượng chỉ bằng đại doanh bàn không thể nuôi được nhiều người như thế, nếu cho nghĩ, đến tháng 9 làm lại từ đầu. Xong biết làm sao, chẳng thể nuôi không hai tháng, cuối cùng cũng chỉ có đường giảm nhân viên, giảm rồi vậy thực thượng chỉ còn đại doanh bàn, vậy thì không cần hợp tác nữa. Lại thảo luận tới chế phẩm thịt ngâm, sản lượng cái xưởng nhỏ phân thủy lĩnh chẳng ra sao, lợi nhuận không bằng bán cơm hộp, sở tú nữ có ý đồ, đó là bỏ mặt thực thượng, đến khi chống đỡ không nổi, nói không chừng giảng phàm phải lấy bí phương ra chia sẻ. Khảo nghiệm, có lẽ sở tú nữ muốn khảo nghiệm đối tác của mình, hạ lệnh cho Trương Vân, cứ mặc kệ anh ta. Tương tự, đây cũng một khảo nghiệm của giảng phàm dành cho sở tú nữ, xem bọn họ có thể phát triển thành đối tác tin cậy, hay chỉ giữ quan hệ lợi dụng nhau là đủ. Ngồi ở xưởng chế biến phân thủy lĩnh, giảng phàm nghe tiếng cúp máy giận dữ nở nụ cười, sở tú nữ chạy mất là bình thường, không chạy mới là lạ. Người không vì mình trời tru đất diệt, thời buổi này anh gặp nạn, người ta không ném đá xuống giếng, tránh thật xa đã có thể xem là người tốt đừng hy vọng gì nhiều vào con người chuyện làm ăn anh phải giữ chữ tính nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng người ta giữ chữ tính nếu không chắc chắn người gặp xui xẻo là anh thôi đề phòng người ta thì mệt mà không đề phòng thì không được lòng giảng phàm nổi lên vài suy nghĩ nhìn chiếc pda hiệu hp đã dùng nhiều năm chính là cái bị móc mà dương hồng hạnh tặng năm nào giờ chạy kém lắm rồi tin đã chai nhưng y không nỡ bỏ Hôm nay giảng phàm đã xem lịch không biết bao nhiêu lần rồi, y cũng chẳng nhớ. Vì sao? Vì thời gian chỉ tới ngày 27 tháng 6, ngày Dương Hồng Hạnh nghỉ hè. 9 giờ tối giảng phàm gọi một cú điện thoại, hạnh nhi của y đã lên tàu, bây giờ là 10 giờ hơn, hẳn đã trên đường về Đại Nguyên, muốn gọi điện, có điều sợ Dương Hồng Hạnh đã ngủ trên tàu, nghỉ mãi, cuối cùng cầm điện thoại bấm tin nhắn, hạnh nhi. Em hy vọng buổi sáng tới nơi sẽ thấy ai đứng trước mặt em lòng hồi hộp tưởng tượng cảnh hai người tái ngộ sẽ lạnh như sương băng hay nhiệt tình như lửa đây giảng phàm lại một lần nữa hồi tưởng lại ngày hai người lần đầu đi dạo ở cơ sở huấn luyện nữ nhân y quen cũng muôn hình muôn vẻ có người cực kỳ ôn nhu có người cực kỳ hiểu lòng người lại có người như con chim nhỏ dễ thương tất cả đều không giống dương hồng hạnh cô như đám mây khó nắm bắt hờ hững trôi qua muốn nắm lấy không nắm được muốn buông tay không thể buông lần này liệu mình có nắm được không Đêm hè vùng ngoại ô vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rít làm lòng người thêm sốt ruột, tin nhắn trả lời của Dương Hồng Hạnh mất một lúc mới tới, chỉ cần không phải quỷ, cùng người mang bụng dạ ma quỷ là được. Hả? Giảng phàm nhìn dòng chữ trên máy mà ngẩn ra, trong những dòng chữ này thể hiện sự dững dưng, hoặc có lẽ vài phần oán giận. Mà oán giận từ đâu ra? Trời đất chứng giám thời gian qua mình có phạm sai lầm gì đâu. Nghĩ tới đó tin nhắn thứ hai gửi đi, vậy em thấy anh thế nào? Câu này là một loại ám thị tâm lý, nếu đối phương thích, sẽ trêu một câu lái BMW tới đón em, hay vậy em đợi anh, nếu đối phương không thích thì không cần phiền anh, em tự về, hoặc không sao, em chẳng có hành lý. Dương Hồng Hạnh sẽ nói gì? Câu nói đó phần nào phản ánh biến hóa tâm lý của cô ấy, giảng phàm không đoán được, y nhìn thấu rất nhiều người, chẳng hiểu sao gặp Dương Hồng Hạnh lại bế tắc. Đáp án chỉ có có ba chữ cũng tạm được. Giảng phàm lần nữa ngẩn ra, vượt ngoài phạm vi suy đoán của mình, tạm được. Tức là mình chỉ có thể miễn cưỡng xuất hiện trước mặt cô ấy, vậy quan hệ hai người chỉ coi miễn cưỡng chấp nhận sao? Cơ mà tạm được vẫn còn hơn là bị từ chối. Tự lấy tinh thần A Quy ra an ủi mình một câu, lại ân cần gửi tin nhắn, em muốn ăn gì, mai anh chuẩn bị cho em. Bất ngờ là, rất lâu không có câu trả lời giảng phàm đã quấy nhiễu thì nhất định phải quấy nhiễu ra kết quả tiếp tục buổi tối đi ngủ cẩn thận nhé bây giờ trên tàu hỏa nhiều kẻ xấu lắm chú ý chút vẫn không trả lời giảng phàm không chịu từ bỏ lại gửi anh nói với mẹ rồi sáng mai anh đón em bảo mẹ không phải lo chữ mẹ này cố tình để mơ hồ không nói rõ là mẹ nào đợi rất lâu cuối cùng quấy nhiễu được tin nhắn trả lời của dương hồng hạnh giảng phàm hí hửng cầm điện thoại lên xem rất ngắn gọn anh không phiền à, dài dòng. Lần này thì giảng phàm mất hết hứng thú rồi, hậm hực thu điện thoại lại, đưa tay sờ mặt, không phải giận hay thất vọng, mà y ý, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cách biểu đạt của Dương Hồng Hạnh ngày càng giống một người, người làm giảng phàm sợ hãi, làm giảng phàm nhớ nhung, muốn gặp, nhưng gặp rồi lại không bằng chẳng gặp. Là mẹ, cô giáo Mai Vũ Vận, nghĩ đã rùng mình. Tiếng có kết rất lâu, đó là do giảng phàm trằn trọc trên giường, hai người họ không phải nhất kiến chung tình, càng chẳng phải nhị kiến khuyên tâm. Quá trình phát triển tình cảm không theo một cái đồ thị nào, có vài lần tình cảm dân trào, nhưng nảy sinh ở điều kiện đặc biệt, còn thời gian khác, hình như cãi vã hoặc lạnh nhạt nhiều hơn. Mẹ nó, rốt cuộc cô ấy có thích mình không? Đừng để rốt cuộc là tốn công vô ích. Giảng phàm chửi thầm một câu, bất kể là dựa vào kinh nghiệm yêu đương của bản thân, hay là lý luận của đường đại đầu, đều không thể đoán ra tâm lý của Dương Hồng Hạnh có ấy thích hay không thích, hay vẫn giữa lưng chừng thích và không, hoặc là cô ấy đang so sánh với người khác, phát hiện ra người mình thích hơn. Giảng phàm bắt đầu liệt kê ra một loạt khả năng rồi phân tích từng trường hợp, cứ như gặp đại án. Bất tri bất giác giảng phàm đứng dậy ra cửa sổ, vì Dương Hồng Hạnh sắp về mà không còn chút buồn ngủ nào nữa, đứng một hồi rồi đi vòng quanh, cảm giác bức bối bức rứt trong người, đẩy cửa đi ra, toàn thân tắm trong gió đêm mát mẻ, mang theo chút hương cỏ của ngoại ô đứng trên tầng hai nhìn xa đó là thành phố như ngân hà làm bằng đèn cũng như con quái thú ẩn nấp trong bóng đêm nuốt chửng lấy lương thiện mỹ hảo mộng tưởng của con người cho tới khi chỉ còn lại một trái tim lạnh giá như những tòa nhà bê tông cốt thép kia sau đó được gọi bằng một danh từ làm người ta hâm mộ người thành phố mình chẳng thể trở thành người thành phố nhưng cũng không còn là người dân quê nữa tâm tư giãn phàm lại bay xa có lẽ mình là người bên rìa cuộc sống này cũng giống như nơi mình đang ở từ tận đáy lòng kinh bị cách sống lãnh đạm của người thành phố, nhưng mình cũng không quay lại sự đơn thuần khi mới tới đây nữa, không thể hòa nhập vào cuộc sống máy móc trình tự ở đó, song cũng không thể giữ được cách sống của mình. Đôi khi cực kỳ hoài niệm lúc mới yêu, thậm chí hối hận vì sao ngày đó mình lại tới tiểu khu ngủ nhất, nếu như mình không biết gì cả, hoặc nếu mình đừng quá cực đoan như thế, nếu như mình vẫn kiên trì, mọi thứ dần tốt hơn, nói không chừng bây giờ mình và Hương Hương đã thành vợ chồng y biết nếu mình dây dưa không buông tay hương hương cũng không đủ quyết tâm cắt đứt tình cảm của hai người rồi nói không chừng mình giống đường đại đầu làm chồng chiều vợ chăm con vậy có gì không tốt hoặc nếu như mình không vì sự tự tôn chẳng đáng một xu đó không cãi nhau với mẹ chị tương nói không chừng bằng vào sự chân thành kiên trì bền bỉ tương gia sẽ tiếp nhận đứa con trẻ này không chừng sớm cùng chị tương bước lên thảm đỏ có lẽ cuộc sống sau đó phải nín nhịn mẹ vợ một chút hình như cũng không có gì không tốt giảng phàm còn nhớ tới cả hồ lệ quân hối hận nếu ban đầu mình không mang tâm thái không ăn cũng phí lên giường chỉ vẻn vẹn muốn phát tiết và buông lỏng nếu thực lòng theo đuổi chị ấy thực lòng muốn cưới chị ấy thì chuyện đã khác phải rồi chị ấy nói nếu mình lên tiếng chị ấy không từ chối được kỳ thực đó cũng là cơ hội cuối cùng chị ấy cho mình nếu tiến tới thì giờ mình có một người vợ biết hiểu lòng người biết chiều chuộng rồi tất cả đều đã rời mình quá xa rồi mà phần lớn lỗi trong đó là của mình cho dù cả dương hồng hạnh sắp về bên cạnh giảng phàm cũng không nói rõ giữa hai người còn xa bao nhiêu nhưng y biết nếu mình vẫn còn không biết trân trọng thì cô ấy cuối cùng cũng rời xa mình mẹ nó sợ cái mẹ gì cứ đón về đã không lấy thì thôi học lão tam tới trường học kiếm một em xì giảng phàm chửi một câu vào phòng đóng sầm cửa lại nhảy lên giường ngủ không ngủ nổi lại chửi một câu xuống lầu lên xe tới thẳng ga tàu. Lúc đó là 2 giờ đêm. Một mình đứng đó như thằng ngốc, mắt như muốn xuyên thủng màn đêm nhìn thấy cô gái yêu thương. Cứ như thế đứng tới 5 giờ 10, trời đã tờ mờ sáng. Tiếng tàu hỏa xình xịt và hồi còi dài cùng tiếng loa thông báo, đoàn tàu 352 đang tiến vào ga, giãn phàm không đợi được nữa, lẻn qua chỗ soát vé, đứng ở sân ga. Người tới đón đều đứng ở đại sảnh, nhưng quy củ không dùng cho người như giãn phàm tàu dừng lại cửa mở ra người tràn ra như cổng xả lũ nam nữ già trẻ lẫn lộn lại còn cả hành lý gói bọc tức thì biến sân ga vắng vẻ sáng sớm thành biển người giảng phàm phát hiện mình phạm sai lầm lớn rồi bị đám đông xô qua đẩy lại căn bản không sao tìm được người mình muốn đón bị xô thêm vài lần nữa giảng phàm trong lúc cấp bách hô lên hồng hạnh hồng hạnh em ở đâu xuất tường rồi chứ sao một chàng trai nào đó cười hô hô nói một câu làm giảng phàm sôi máu muốn xông tới đạp cho vài phát cơ mà hiện giờ kệ hắn vậy gọi thêm vài tiếng nữa không có kết quả đang nghĩ xem có nên ra ngoài đón không thì nhớ ra điện thoại điện thoại vừa rút điện thoại ra thì dừng lại xa xa nhìn thấy bóng hình thương nhớ đứng bên cửa khoang xe nhìn mình nhảy lên nhảy xuống bên cạnh có một người nữa giảng phàm nhìn rõ người kia là nữ mừng rồi cười rồi như thằng điên chen lấn đám đông ngược dòng chạy tới nhìn cô gái đó cười sáng lạng muốn nói hồi lâu chẳng biết nói gì ngốc nghếch nhìn như quay lại thời mới biết yêu dương hồng hạnh không cười cô gái bên cạnh đã cười bạn trai mình giảng phàm đi thôi nguyệt nguyệt mình đã nói bạn trai mình trước sẽ tới đón mà không tin cô gái tên nguyệt nguyệt mỉm cười chào hỏi giảng phàm nói tới đi giảng phàm mới phát hiện vì sao hai cô gái còn đứng đây té ra là đánh cược xem là bạn trai ai tới trước Nguyên nhân là ở dưới chân, cái vali kéo, ba cái ba lô du lịch lớn, không cần Dương Hồng Hạnh nói, giảng phàm sách hai cái đeo lên vai một cái. Nguyệt Nguyệt có chút không đành lòng, hành lý của các cô rất nặng, Dương Hồng Hạnh thoải mái khoát tay cô đi trước, giảng phàm thở hồng hộc theo sau, chưa đi được mấy bước đã cảm giác nặng triểu tay. Tám thành là hai cô gái chuyển nhà rồi, hiện giờ rất hy vọng gặp được xóa trụ, nhưng càng hy vọng càng không gặp được ai giúp, đành cắn răng thôi. Mệt, nhưng mà hạnh phúc, dương hồng hạnh không chút kỵ húy giới thiệu mình là bạn trai giảng phàm thấy rất hạnh phúc hạnh phúc nhìn bóng lưng hai cô gái yểu điệu như nhau dương hồng hạnh cao hơn vai rộng hơn mặc sơ mi quần âu và giày da thanh thuần đơn giản còn nguyệt nguyệt váy trắng ba tầng cầu kỳ áo hai dây vàng cam khoe bờ vai trần cùng bầu ngực đầy đặn thêm vào giày cao gót 10 phân bất kể nhìn phía trước hay phía sau đều đẹp để lộng lẫy điệu đà đường không xa nhưng mệt tới toát mồ hôi chen lấn tới cổng soát vé giảng phàm dùng thân phận công nhân vận chuyển qua được rời ga hai cô gái đứng lại nguyệt nguyệt rút điện thoại gọi rồi cao hứng vẫy tay giảng phàm vừa đứng lại liền thấy chiếc xe phi ác đổ bên đường một nam nhân đi xuống gian tay ôm lấy nguyệt nguyệt có chút nóng vội đặt lên môi nụ hôn ướt át nguyệt nguyệt ôm cổ hôn lại mẹ nó chứ thế mới gọi là tiểu biệt thắng tân hôn chứ giảng phàm đang hâm mộ nhìn thì đá một tiếng chân đau nhói dương hồng hạnh tới trước mắt còn tưởng là mình sẽ có một phen đãi ngộ như vậy ai ngờ bị cô đá một cái chỉ tay đưa cho người ta cái này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha